Thầy Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh, siêu nhân nghe giữa hư không thiên chủ Sắc Cả nói lên ba lần lời cảm hứng. Ôi bố thí tối thượng là bố thí khéo an trú vào khát xá bá. Ôi bố thí tối thượng là bố thí khéo an trú vào khát xá bá. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Vị tỳ kheo khất thực, tự sống không nhờ người, chư thiên thương vị ấy, thường an tịnh chánh niệm. Dạ ây quan, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn chị Thi Na. Dạ, Nhất Pháp kính chào anh chị Phan Quang Nghiêm. Dạ, cảm ơn anh chị. Nam mô Bích Thai dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Thượng Tọa Pháp Tăng Đại Đức Tể Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn cô Rạng Đông. Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như Pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ sa thú lành thai. Như Pháp kính cảm ơn Minh Vát Tha Ná, Thi Na, cô Rạng Đông, cô Cẩm Vân, Quang Thanh. Dạ, không biết lúc nãy không biết có là gì là cô Pháp Môn Lào Cai rồi rung đó. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới tiểu bộ kinh số 8 La Mã. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh, cùng thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Pháp Tăng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Hà dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Ato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhân chẳng nhị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhâm phường lộc giả ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối căm mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ tập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được đi tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ trước khi con thỉnh sư lên giảng giải bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ cảm ơn Vinh Quát Thanh Á đã cho bài học. Kinh Tiểu Vợ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết chương 3 Phẩm Nanh Đá, bài 8 La Mã. Như vậy đó nghe, một thời Tế Tôn ở Sa Quá Thí tại Chê Tá Quá Ná, khu vườn ông Anna Tha Kinh đi cá. Lúc bấy giờ nhiều tỳ kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, ngồi hội họp tại rạp tròn cỏ cây Ca Rê Ai Rí. Và câu chuyện sau đây được khởi lên. Tỳ kheo đi khất thực. Thưa các hiền giả,
Thỉnh thoảng mắt được thấy sắc khả ái, thỉnh thoảng tai được nghe tiếng khả ái, thỉnh thoảng mũi được ngửi hương khả ái, thỉnh thoảng lưỡi được nếm vị khả ái, thỉnh thoảng thân được cảm giác xúc khả ái. Thưa các hiền giả, tỳ kheo khất thực cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường tôn kính Abhacitta đi khất thực. Vị này chư hiền, chúng ta hãy là người đi khất thực. Thỉnh thoảng mắt chúng ta được thấy sắc khả ái, thỉnh thoảng tai chúng ta được nghe tiếng khả ái, dạ. Minh Mathana cho câu tiếp đi Minh Mathana, tại vì hình như là cái này là bị, dạ, bị trùng. Câu chuyện này giữa các tỳ kheo ấy chưa được nói xong, thời Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy đi đánh rạp tròn, đi đến rạp tròn cây cà rê rí. Sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nay các ngươi ngồi ở đây nói chuyện gì? Và câu chuyện gì giữa các ngươi chưa được nói xong? Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sau bữa ăn, sau khi đi khất thực trở về, chúng con ngồi họp hội tại rạp tròn có cây cá rê rí, và câu chuyện sau đây được khởi lên giữa chúng con. Tỳ kheo đi khất thực, thưa các hiền giả, thỉnh thoảng mắt được thế sắc khả ái, vân vân. Chúng con được cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường tôn kính khi chúng ta sẽ đi khất thực. Bạch Thế Tôn, đây là câu chuyện giữa chúng con chưa được nói xong. Thời Thế Tôn đến: Này các tỳ kheo, chuyện này thật không xứng đáng cho các ngươi. Này những thiện năng vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi các ngươi nói lên câu chuyện như vậy, khi các ngươi ngồi hội họp với nhau, này các tỳ kheo, có hai công việc cần phải làm: nói pháp hay giữ im lặng của bậc thánh. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Vị tỳ kheo khất thực tự sống nhờ người chư thiên thương vị ấy. Nhưng nếu tỳ kheo ấy y tựa vào danh vọng, chư thiên không có thương. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Đạo Bình Hạnh Đại Đức Tị Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn vì cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử, hôm nay đó là chúng ta học cái bài số 8 La Mã. Cái bài này nó cũng gần giống như cái bài hôm trước, nhưng mà nó có vài cái ý khác một chút. Ở đây cái câu chuyện được kể đó là khi mà Đức Thế Tôn Ngài ở tại chùa Kỳ Viên, tại vườn ông Athapida, tức là cấp cô độc. Nên là lúc bấy giờ là chư tỳ kheo đó, sau khi đi khất thực thì các vị tỳ kheo này bàn tán với nhau trong cái việc mà mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm, cho nên rằng khởi lên một cái ý nghĩ rằng đó là những sự khả ái trong cuộc đời.
Vì chúng ta biết rằng đối với cái đời sống này, chúng ta có những cái phước gọi là phước hữu lậu và phước vô lậu. Cái phước hữu lậu đó, tức là chúng ta được những cái đầy đủ về tài sản chư thiên và tài sản nhân loại. Tức là nếu chúng ta sanh lại làm người đó, thì chúng ta, nếu một người mà có phước hữu lậu đó, tức là cái phước này dẫn chúng ta tái sanh ở một cảnh giới an lành để chúng ta thụ hưởng năm dục, tức là sắc thinh hương vị xúc á, nó khả ái, khả lạc, khả hỷ. Rõ ràng là trong kinh Phật nói là trong ngũ dục đó, nó có cái vị ngọt của nó, nó có vị ngọt của nó. Vị ngọt của nó cho nên là người ta mới, vì nó có vị ngọt á, cho nên là người ta mới thỏa thích. Nhưng mà cái người mà có được cái sự thụ hưởng khả mắt khả ái, rồi tai khả ái, hỉ mũi khả ái, lưỡi khả ái, thân khả ái, khả lạc đó, thì phải nói là cái người ta có cái phước hữu lậu, có cái phước hữu lậu. Khi mà họ tái sanh lại cõi trời đó, thì cái người đó họ cũng được hưởng được cái phước thiên sắc, thiên hương, thiên danh xưng, thiên thọ mạng, tức là cái phước của một vị thiên cũng được đầy đủ như vậy. Nhưng mà ở đây đó, chính là cái phước hữu lậu của, là do cái công năng tu tập của mỗi người. Yeah. Nó không phải thể hiện cái chỗ là người ta có được đầy đủ hay là không. Tức là thiên sắc, thiên hương, thiên danh xưng người ta không có, hoặc là người ta sanh lại cõi trời thì người ta có những, do cái nghiệp này, do cái quả xấu kia đó, cho nên là khi mà họ nhận lấy cái quả thì họ cũng bị cái quả báo xấu, họ cũng trắc ở trong đời sống. Thí dụ như chúng ta thấy ngài Lô Sa Cá chẳng hạn, ngài cũng bị một cái quả, tức là xúc phạm một vị thánh, rồi cuối cùng là sanh lại ở trong cảnh giới khổ. Rồi khi mà sanh lại làm người cũng đối khác. Nhưng mà cái việc mà ngài có cái duyên lành, rồi ngài do cái công năng tu tập của ngài, nó gọi là cái phước vô lậu có đó, cho nên là các cái pháp độ ba la mật của ngài được đầy đủ, và do đó thì ngài thành tựu được quả vị thánh nhân, tức là quả vị a la hán. Mặc dù đời sống của ngài nó có nhiều cái chật vật ở trong đời sống, tức là lúc nào cũng bị đói, lúc nào cũng thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu đói khát. Nhưng mà cái việc chứng quả thì nó cũng phải chứng quả thôi. Điều là các cái bậc thinh văn có những trường hợp như vậy. Còn bậc chánh đẳng chánh giác thì các ngài không có bị như vậy đâu, không có những cái sự kiếm viết như vậy. Nhưng mà cái việc mà giác ngộ, có trở thành một cái bậc mà thinh văn giác đó, trở thành một cái bậc mà vô lậu đó, thì cái việc đó là do cái công năng tu tập của các ngài. Và cái sự giải thoát đó đó, nó cũng giống như chư Phật toàn giác thôi. Các bậc thinh văn là cũng như vậy. Nhưng mà có một điều đó là các cái bậc thinh văn thì còn có đây đó những vị có cái tiền khiên tật, rồi những vị có những cái sự khuyết điểm, khuyết điểm về, mà là khuyết điểm vì do cái hạnh nghiệp của mỗi người, cho nên là nó có những cái mà sinh ra trong cuộc đời này, thì có những vị đó thì cũng bị cái sự đối khác, có những vị cũng bị thiếu thốn. Cho nên trong kinh chúng ta biết rằng có vị đó hành khổ đắc lạc, có những vị hành lạc đắc lạc,
có những vị hành khổ đã khổ. Thì ở đây đó, có những vị đó là khi mà họ chứng được quả vị giải thoát hoàn toàn thì họ cũng trải qua biết bao nhiêu cái cam go, bao nhiêu cái thử thách, bao nhiêu cái khổ lụy ở trong đời sống, nhưng mà cuối cùng thì các vị đó cũng chứng quả vị giải thoát là như vậy. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng các vị tỳ kheo này sau khi đi khất thực đấy, đi khất thực xong rồi trở về đấy, thì mỗi vị nói lên một cái cảm nghĩ, suy nghĩ của mình. Các vị ngồi hội họp nhau rồi nói là do mắt thấy khả ái khả lạc, sắc khả ái khả lạc, rồi thinh khả ái khả lạc gì đó, rồi khí hương khả ái khả lạc, xúc khả ái khả lạc. Mỗi một vị bàn nhau một cái. Nhưng mà ở đây mình mà được khả ái khả lạc phải nói là nhờ cái phước, phước đó chính là cái phước hữu lậu. Nhưng mà ở đây đó thì xin thưa quý vị đó là Đức Phật thường có nhắc nhở chư tỳ kheo đó, là khi mà mình đời sống của một vị xuất gia đó, là Đức Phật thường nói là nếu không có người hộ độ đó, thì chư tỳ kheo cũng phải đi trì bình khất thực, đi khất thực. Cái khất đó đó để tôi luyện cho một cái khả năng chịu đựng, cái khả năng mà gọi là kham nhẫn của một vị tỳ kheo. Bởi vì mình phải kham nhẫn nhiều lắm. Vị tỳ kheo nếu không kham nhẫn, và kham nhẫn theo chúng tôi nghĩ cũng là một pháp tu, cũng là một phương pháp tu đó. Bởi vì nếu mà mình không kham nhẫn thì phiền não nó dấy lên, không kham nhẫn thì cái nội tâm của mình nó cũng không thể có được cái sự an tịnh để có được một cái tuệ giác đưa đến giác ngộ được. Cho nên là kham nhẫn với cái những người chung quanh, những người chung quanh mình, khi mà đi khất thực thì cũng phải kham nhẫn chứ. Có những người như thế này, có những người như thế nọ. Cho nên là có khi có những người chống phá, có những người nặng nhẹ, có những người này kia, có những thái độ không hay, không đẹp. Nhưng mà rồi đó là vị tỳ kheo phải kham nhẫn, kham nhẫn mới đi khất thực được. Cái thứ hai nữa là về vật thực cũng vậy thôi. Vị tỳ kheo nếu không kham nhẫn về vật thực thì không thể đi khất thực được. Tại vì đi khất thực đó thì một bát cơm nghìn nhà. Cái câu mà tiếng Hán gọi là nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, kỳ di thanh sanh tử sự, vui kiếp sống thiên tu. Có nghĩa là một bát cơm nghìn nhà, một mình á, thì muôn vặn dặm xa, chỉ vì sanh tử sự, vui với kiếp sống tu hành của mình, một người tu hành của mình, ở trong cả, mỗi năm trôi qua, mỗi thời gian trôi qua. Tức là mình phải biết vui với những cái điều mà mình có. Như vậy thì ở đây đó là kham nhẫn với vật thực ấy, cũng cần phải có cái sự kham nhẫn. Bởi vì vật thực của mỗi một nhà nấu một kiểu, một nhà cúng một cách khác nhau, một kiểu khác nhau. Một người nấu món này, nấu món kia, thì cái vật thực đó nó có thích hợp hay không thích hợp. Thì vị tỳ kheo Đức Phật ngày dạy rằng một trong những cái hạnh dễ nuôi đó, tức là một trong cái hạnh dễ nuôi, tức là một trong tám cái tiêu chí gọi là chánh pháp trong Kinh Tăng Chi Phật dạy vậy. Cho nên là một cái hạnh dễ nuôi, hạnh dễ nuôi tức là một trong tám tiêu chí gọi là chánh pháp. Khi mà bà Maha Pachakotami, tức là di mẫu của Đức Phật, như thế nào là tiêu chí của chánh pháp, thì lúc bây giờ Đức Phật Phật ngày nêu tám cái gì? Có cái hạnh dễ nuôi, tức là mình sao cũng... Đức Phật dạy như vậy đó, để rồi cuộc sống chứ ngày xưa thì biết rằng phương đó. Thực phẩm thì mỗi vùng miền mỗi khác,
Mình đừng có nghĩ rằng cái thức ăn mà mình người ta cúng cho mình, ta cho mình ăn theo như ý của mình được. Và khi mà mình đi khất thực như vậy đó thì cả bao nhiêu nhà, bao nhiêu người họ cúng, họ đặt vô trong đó, ăn được không được, hay là hợp khẩu vị hay không hợp khẩu vị gì đó, cũng phải mà dùng, phải ăn cái thọ dụng cái vật thực đó. Để chi? Quán tưởng là vật thực này để nuôi cơ thể, chứ không phải ăn để ngon, không phải ăn để béo, không phải ăn để khỏe mạnh hay là này kia, không. Mà đó là để giữ có sức khỏe để chúng ta tu tập thôi, nuôi tâm thân này thôi, chứ không phải ăn theo cái liều lượng để giữ giảm cân hay là làm cho đẹp theo chế độ này chế độ nọ, không. Mà một vị tỳ kheo là phải dùng vật thực bằng cách là đi trì bình khất thực. Rồi quý vị biết rằng sau khi mà đi trì bình khất thực, thọ thực xong á, thì Đức Phật thường có dạy chư tỳ kheo đó là phải biết đi kinh hành. Đi kinh hành, cái đi kinh hành á, ngày nay á, chúng ta thấy rằng khoa học ta nói mình ăn rồi mà mình nằm liền á, thì nó dễ sinh bệnh. Và cái dạ dày của mình, tức là cái bao tử của mình á, nó nếu mà mình ăn á, nó đang no vậy thì mình nằm liền á, nó sẽ làm việc rất là mệt nhọc, rất là cực lực, và do đó nó dễ sinh ra những cái chứng bệnh khác. Vậy thì Phật dạy mình một vị tỳ kheo đi khất thực rồi ăn thọ dụng xong đó là phải đi kinh hành. Cái vật thực mà mình đi thọ thực, đi kinh hành hay hoặc là mình đi khất thực như vậy để vận động cho chính mình đừng có cái sự bệnh hoạn và phải có cái sự kham nhẫn. Tức là đi khất thực thì phải đi chân không, nhiều khi nóng mà lạnh này đủ những trên cuộc đời hết á, phải cảm nhận đó chúng ta cũng thường thấy. Nhưng mà ở đây đó chúng ta thấy rằng là mình được các cái sự hỗ độ đó, cái sự hỗ độ đó từ y phục vật thực trú xứ thuốc trợ chữa bệnh này kia được đầy đủ đó, thì cái đó nó cũng chỉ là một phương tiện thôi chứ không phải là cứu cánh. Chúng tôi nói điều này đó là chúng tôi xuyên qua cái bài kinh mà gọi là dụ lỗi cây. Dụ lỗi cây, tức là cái bài kinh mà nói về cái dụ lỗi cây đó, tức là cái đường tu của một vị tỳ kheo đó. Chúng ta biết rằng cái người mà được danh vọng, được người ta khen tặng, được người ta quý mến, được người ta trân trọng, hay là được đắc giới, đắc thiền, đắc định gì đó, thì cái đó nó cũng chỉ là chặng đường thôi, chặng đường tu tập. Chứ chúng ta đừng có cho rằng cái đó là cái rốt ráo. Ngay cả mình có cái đồ chúng cho thật nhiều đi, không? Rồi mọi người kính mến mình, quý mến mình, quý mến chúng ta, thì cái điều đó nó không phải là rốt ráo. Rốt ráo không phải là rốt ráo, không phải là cứu cánh, không phải là cứu cánh. Cho nên nếu chúng ta hiểu đó, cái đường tu đó, nó cũng không phải là cái gì đó mà chúng ta cho rằng đó là cứu cánh thì cũng chưa phải. Người ta khen tặng mình thì ta biết như vậy thôi, chứ cô không phải lấy cái việc đó là làm thỏa mãn. Hay người ta có hộ độ cho mình được đầy đủ thì mình cũng chẳng qua là mình có phước. Mình có phước, có phước người ta hộ độ mình được, nhưng mà cái đó không phải là cứu cánh. Không phải là cái mục đích chính của cái đời sống tu hành. Bởi mục đích chính của đời sống tu hành là tu tập để đạt được cái sự giải thoát thôi. Chứ những cái thành quả mà người khác khen tặng, được mọi người xưng ngô tán tụng, được nhiều đồ chúng hay là tất cả cái này kia đó, thì cái đó nó cũng chỉ chẳng qua là mới sơ cởi thôi, không phải là thành tựu của cánh. Ngay cả cái đời sống tu hành, có những vị thì có đệ tử đông, nhưng mà có những vị thì cũng không có đệ tử. Nhưng mà đừng nghĩ rằng cái vị mà không có đệ tử, chúng ta cho rằng cái vị mà không có đệ tử hoặc là đệ tử ít đó, thì cho rằng cái người chỉ đó không có tu hành chẳng ra gì. Không phải, không phải đâu. Tại vì cái người mà có đệ tử thì phải nói là người ta có cái phước duyên, có cái duyên từ đời trước, cho nên là người ta sẽ có đệ tử đông.
Nhưng mà đừng có nghĩ rằng một cái người mà không có đệ tử là chẳng ra gì, cũng không phải. Cái tu hay không là không phải cái chỗ mà đệ tử đông, mà cũng không phải là không có đệ tử, mà là do cái sự tu tập của chính mình tự ở nội tâm. Cho nên cái người mà được đầu chúng đông, được mọi người khen ngợi, mình được này kia đó, thì cũng chẳng qua là mới sơ khởi, mới chặng đường, mới bước vô, chưa phải là gì hết. Cái lý tưởng, mục đích cuối cùng của đời sống phạm hạnh này không phải là ở chỗ đó, mà còn nhiều nữa, còn nhiều nữa. Cái người đắc giới, cái người mà thành tựu về giới đó, giới được thanh tịnh thì cũng chưa phải, chưa phải rút ráo, nhưng mà cũng chẳng là chặng đường thôi, cũng chẳng chỉ là chặng đường thôi. Cho nên á, nếu chúng ta có ai nghe ai khen, hay ai chê cũng đừng buồn, mà ai khen cũng đừng có dội vui, cũng không phải, không phải như vậy. Cho nên khi mà một người được sắc khả ái, khả ái, con người của chúng ta đó, nếu nói trong Di Diệu Pháp á, chúng ta có cái phước, cái người mà làm thiện đó, cái người mà làm việc thiện đó, bằng giới cái tâm thiện đó, thì nó có 16 quả thiện, phải không? 8 quả hữu nhân, 8 thiện hữu nhân, 8 quả hữu nhân và 8 quả vô nhân. 8 quả vô nhân đó là 8 quả, 8 quả vô nhân là nhãn thức thọ xả quả thiện, nhị thức thọ xả quả thiện, phải không? Tỷ thức thọ xả quả thiện, thiệt thức, thân thức, tiếp thâu quan sát. Tức là tất cả những cái điều đó đều là quả thiện. Quả thiện là sao? Mắt chúng ta thấy cái cảnh đẹp, không? Tai chúng ta nghe âm thanh hay, được khen tặng, nghe âm thanh du dương. Thí dụ như mình bây giờ mình có phước, tự nhiên mình tạo một cái phước lành gì đó, mình sanh về cõi trời thì mình được hưởng phước của một vị thiên. Một vị thiên, thì khi mà hưởng phước một vị thiên thì mình có thiên sắc, thiên hương, thiên danh xưng, thiên thọ mạng. Đó là tất nhiên. Khi mà mình sanh lại làm người thì mình có những cái phước đó. Cho nên là mắt mình thấy cái cảnh đẹp, tai mình nghe âm thanh hay, mũi mình được ngửi được cái mùi thơm, và lưỡi mình ăn được những cái thức ăn ngon. Ăn ngon không? Có những người họ ăn cực, ăn khổ, ăn không nổi. Nhưng mà có người thì mặc dù giàu có nhưng mà họ cũng không ăn được cái thức ăn ngon, sung sướng. Chúng ta thấy vậy. Chúng tôi có nhớ rằng có những người, có những nghệ sĩ, họ nói họ chỉ ăn toàn là ăn mắm thì họ thích hơn. Ăn nó bắt miệng, nó ngon miệng. Mà họ chỉ ăn những cái món thuần là như vậy thôi. Chứ ăn cái món cao lương mỹ vị, bào ngư di cá gì đó, thì chắc có lẽ là họ cũng không thích lắm. Họ không thích. Họ chỉ thích những cái món ăn đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói, ở đời ấy, chúng ta sanh lên là mà chúng ta được thiên sắc, thiên hương, thiên danh xưng, thiên tọa mạng, sanh lên cõi trời thì chúng ta được hưởng phước. Nhưng chúng ta sanh lại làm người thì chúng ta thấy là mắt khả ái, tai khả ái, khả lạc khả hỷ, mũi khả ái, khả lạc khả hỷ, ngửi được mùi thơm, ăn được thứ ăn ngon, xúc chạm sự ý mắt. Chúng ta biết rằng chúng ta ở đâu cũng vậy, thì khí hậu thời tiết nó đều là khác nhau. Có những vùng thì rất là nóng, có những vùng thì rất là lạnh, có những vùng vừa nóng vừa lạnh, vân vân. Thì mình ở đâu mình phải thích nghi với cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà rõ ràng khi mà chúng ta có những cái phước, thì nếu ở chỗ lạnh thì chúng ta lại có những cái chiếc áo ấm che thân, rồi nó cơ thể của chúng ta được ấm áp. Khi bên ngoài là băng tuyết đầy đủ, đầy hết luôn, nhưng mà chúng ta vẫn đủ sức để ấm ở trong một căn nhà, rồi chúng ta được máy sưởi, máy ấm, máy hít, vân vân. Đó là chúng ta nói ở vùng lạnh. Rồi chúng ta ở cái vùng nóng, chúng ta có được máy điều hòa, rồi chúng ta có cái quạt máy, vân vân. Thì những cái sự thụ hưởng đó, đó, nó cũng chẳng qua là người ta phước hưởng phước hữu lậu thôi, hưởng phước hữu lậu. Tức là người ta có phước, người ta mới có được những điều đó, có được những điều đó. Vì vậy cho nên là khi mà mình làm điều thiện á, nếu mà làm một cái việc thiện đó, làm việc thiện đó, thì chúng ta có được 16 quả, 16 quả, tức là 8 quả hữu nhân và 8 quả vô nhân. 8 quả hữu nhân cho chúng ta tái sanh,
ở các cái cảnh giới tốt, từ cõi người cho đến tứ thiên vương, đau lợi, đau sức, dạ ma, quá liên thao, quá tự tại. Còn tám quả vô nhân, tức là nếu chúng ta sanh lại làm người thì mắt chúng ta chứng kiến cái cảnh tốt, tai chúng ta nghe âm thanh hay, êm dịu, thù diệu, rồi mũi thì thơm, lưỡi chúng ta ăn được những cái thức ăn ngon ngọt, vừa lòng, vừa ý chúng ta, rồi thân chúng ta xúc chạm im ấm, vân vân. Rồi từ ở cái điều đó làm cho chúng ta tiếp nhận cảnh, rồi quan sát cảnh, tất cả những điều đó đều là cảnh tốt không? Như vậy thì cái người mà làm điều thiện thì có 16 quả, 8 quả hữu nhân và 8 quả vô nhân. Trong khi cái người mà tạo cái quả, cái nghiệp bất thiện đó, thì họ có những quả rất là xấu. Và ít ra thì họ cũng có cái 7 quả vô nhân, 7 quả vô nhân. Và những cái quả xấu là đưa chúng ta tái sanh ở cảnh giới khổ. Quả đó, quả hữu nhân, quả cảnh giới khổ, vân vân. Thì ở đây, khi mà nói rằng những cái khả ái, khả lạc, mất khả ái, khả lạc, khả hỷ đó, thì Phật cũng có dạy đó là ngũ dục, nó vị ngọt của nó. Nó có vị ngọt của nó. Có vị ngọt cho nên người ta đắm nhịn. Giờ chúng ta còn trẻ, mắt chúng ta còn sáng, da chúng ta còn căng mịn, tóc chúng ta còn đen nhánh, tay chân chúng ta lanh lẹ, trí não chúng ta còn mẫn cán, vân vân. Tất cả những điều đó là vị ngọt của nó. Trẻ, cậu một thanh niên trẻ, nó có vị ngọt của nó. Rồi có những người sống trong cảnh nhung lụa, tức là nó có vị ngọt của nó. Vì có vị ngọt cho nên người ta thích thú, người ta đắm nhiễm. Nhưng mà Đức Phật cũng dạy cho chúng ta biết rằng ngũ dục nó có cái sự nguy hiểm của nó. Mình ít khi nhận ra cái sự nguy hiểm. Sự nguy hiểm mà chúng ta hiểu ở đây đó là gì? Nó không bao giờ mà nó như vậy được hoài, mà nó thay đổi. Chúng ta rồi đây cũng phải già, tóc chúng ta bạc, má chúng ta cớp, mắt chúng ta mờ, lưng chúng ta cong, rồi trí não chúng ta sẽ chậm chạp lại, hết có mẫn cán linh hoạt lại được nữa. Đó là những cái điều mà nó là biểu hiện của sự già nua, biểu hiện của sự nguy hiểm. Chưa kể trong cuộc sống này nó còn biết bao nhiêu cái sự bất trắc ở trong cuộc sống này, trong đời sống này. Người may mắn trong cả đời họ không từng bị tù tội, không có từng bị tật quyền, nạn tai gì hết. Nhưng mà có người thì cũng không được may mắn như vậy. Họ phải bị nạn tai, phải bị tật quyền, phải bị việc này, việc nọ. Nó xảy ra trong đời sống. Thì Đức Phật ngày nói đó là sự nguy hiểm của nó. Cho nên là mọi người đều có cái sự sinh tồn. Sinh tồn. Người ta có quyền sinh tồn. Người ta được sinh tồn. Đứng góc độ của mình có phước thì mình hưởng cái cảnh nhung lụa. Thì mình nói là tại sao cái người đó họ sống được hay thiệt. Họ hay thiệt. Họ sống khổ cực như thế nào họ cũng sống được. Nhưng mà nói theo xã hội thì họ có cái quy lực của sinh tồn. Họ muốn được sinh tồn và họ mưu cầu để được tồn tại. Nhưng mà rồi đó thì cuộc sống này đó, biết bao nhiêu việc nó sẽ xảy ra khiến cho những điều mà chúng ta nghĩ, biết, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đều là thay đổi hết. Rồi đây chúng ta cũng không có thể nào mà như vậy hoài, mà chúng ta có cái sự thay đổi. Thì ở đây chúng tôi muốn nói đó là chúng ta phải biết được cái nào là phước hữu lậu, nhưng mà cái nào là phước vô lậu. Cái phước vô lậu là cái công năng tu tập, còn cái phước hữu lậu là cái mà chúng ta tạo rồi chúng ta được hưởng ở trong cõi đời, của trong đời này, từ cõi người, cõi trời, chúng ta được hưởng. Và nếu như một người mà được danh vọng, được địa vị, thì thật sự ra cái điều đó, đó là họ có phước, họ có phước. Nhưng mà đừng cho rằng cái đó là cái cứu cánh của mình, chưa phải. Và mình tự mãn với chính mình, hay là mình tự kiêu ngạo, hay tự khoe khoang, tự này tự. Thì
thì rõ ràng là mình bị thất bại, hay là bị chính cái phiền não nó làm cho mình bị trở ngại cái đời sống. Cho nên là cái người mà có danh vọng địa vị thì phải nói là cái người đó có phước, nhưng mình cho rằng cái đó là rốt ráo. Rồi cái người mà đắc giới cũng vậy, họ tu tập trì giới thanh tịnh được tốt đẹp, nhưng mà đừng cho tự mãn, đừng cho rằng cái đó là cái rốt ráo, chưa phải. Vì cái tiến trình tu tập của chúng ta nó trải qua biết bao nhiêu cái chặng đường, cũng như là ngày Xá Lợi Phất ngày dạy ở trong cái bài kinh Thất Tịnh vậy đấy, bài kinh Thất Tịnh, cái đoạn đường từ ở nơi chỗ này đi đến chỗ khác, từ ở quê Sa Ly đến Sawathi chẳng hạn, vân vân, nó phải trải qua biết bao nhiêu cái chặng đường, qua bao nhiêu cái địa danh mới tới được. Thì cũng như vậy, tiến trình tu tập của mình á, thì Phật dạy ngày Xá Lợi Phất ngày cũng có nói đó, là mình đắc giới, giới mình phải được thanh tịnh, tâm mình được đắc định, vân vân, rồi tri kiến mình được thanh tịnh, rồi cái tiến trình tu tập của mình cũng phải trải qua cái tiến trình tu tập từ ở cái trở ngại, thử thách, rồi vượt qua tất cả các thứ, rồi mình mới đi đến cái gọi là tri kiến thanh tịnh được. Tri kiến thanh tịnh được thì cái người mà đi đến cái chặng đường cuối cùng phải trải qua biết bao nhiêu cái trạm. Mình qua cái trạm thứ nhất, xong rồi qua cái trạm thứ hai, qua trạm thứ hai xong qua trạm thứ ba, qua trạm thứ ba xong rồi qua trạm thứ tư, qua trạm thứ tư xong rồi qua trạm thứ năm, thứ sáu, và cho đến cái trạm thứ bảy, vân vân. Như vậy thì mình đi qua mấy cái chặng đường đó thì cũng chưa phải là rốt ráo, còn phải tiến tu nữa, tiến tu nữa. Như vậy thì cái việc mà cái người mà được chưa một vị tỳ kheo đi khất thực đó, mình sống đúng pháp đó, thì rõ ràng là cái người đó họ sống với cái sự nương tựa cho chính mình, nương tựa cho chính mình, bởi họ lấy pháp làm trọng, lấy pháp làm trọng, tức là đi trì bình khất thực để nuôi mạng sống này, nhưng mà cái việc chính là để thoát sanh tử. Nãy chúng tôi đọc cái bài thơ của trong tiếng Hán đó, nhất bát thiên gia phạn, cô thân dạng lý du, kỳ di thanh sanh tử sự, vui kiếp sống thiên thu. Có nghĩa là việc sanh tử là việc sanh tử là việc lớn, nghĩ lúc nào cũng là sanh tử là việc lớn, bởi sanh tử luân hồi là còn khổ đau. Cho nên nếu ai sợ sanh tử luân hồi thì người đó mới nhàm chán được, mới tìm cách để thoát ly được. Còn mình không có nhàm chán sanh tử luân hồi, mình ưa thích chỉ sanh tử luân hồi, muốn để có mặt ở trong đời sống luân hồi này, thì mình đâu có bao giờ mà thoát khỏi cái luân hồi này đâu. Đó là như vậy. Nhưng mà đối với một cái người tu ấy, mình hiểu là cái việc sanh tử là việc lớn, và chỉ có việc tu ấy, mới là việc chính, việc chính của một người. Và cái lý tưởng cuối cùng của đời sống phạm hạnh này, để làm sao đạt được cái gọi là tri kiến thanh tịnh, tức là đạt được cái sự giải thoát hoàn toàn, đó là điều chính của một cái vị tỳ kheo. Cho nên cái người mà quý vị thấy rằng là vị tỳ kheo mà được sống đúng pháp á, thì chư thiên họ sẽ hộ trì. Ngày nay mà mình nói là một vị tỳ kheo mà gọi là đối khác thì ngoại trừ cái nghiệp gì thôi, chứ sự thật ra là khó bao giờ có một cái vị nào mà thiếu thốn đối khác cái gì đó. Nhưng mà chính vì vậy đó, chúng ta thấy rằng đó, nhiều khi đó đầy đủ như vậy đó, nhưng mà lại tìm người tu lại hiếm đi, là ít đi, để mà có một cái người tu cho đàng hoàng, cái người tu cho tử tế, cái người tu cho đúng mực đó, thì phải nói rằng là chúng ta thấy rằng cái người tu rất là hiếm ở trong cuộc đời này, hiếm ở trong đời này. Cho nên là ngày xưa đó, khi mà cái thời mà chúng ta còn khó khăn về phương tiện vật chất, thì phải nói rằng cái lớp tu đó thì phải nói là bằng với cái cả cái niềm tin.
rồi bằng với cái sự nỗ lực rất là lớn, tu hành dù là hành đạo, hành thiền hay là ngay cả pháp học cũng vậy, quý vị chuyên tâm lắm, chuyên tâm vô, mài mò miệt mài vào ở trong pháp hành, miệt mài ở trong pháp học, họ miệt mài. Còn bây giờ thì nhiều khi nói không phải là nói hết, nhưng mà thấy cái số đông mà rồi đã để rồi, có được bao nhiêu người, có bao nhiêu người dành toàn tâm toàn ý cho cái đời sống tu hành này đâu, hướng tới cái hướng tới cái này, hướng tới cái nọ, rồi nhiều khi tâm mình nó lệch lạc. Cho nên là ở trong kinh Tăng Chi ấy, Phật có ví dụ là phẩm hạt lúa đó, phẩm hạt lúa. Cái người Đức Phật này ví dụ là cái người mà cầm cái hạt lúa đó, nếu mà mình cầm không khéo thì hạt lúa nó sẽ đâm vào trong tay của mình. Nếu chúng ta thấy hai cái đầu lúa nó có một cái, hai cái đầu nhọn, cái đầu dài, cái chiều dài của nó có hai cái đầu nhọn hai bên. Nếu mà mình biết cách cầm thì mình cầm cái chiều ngang này, còn nếu mà không biết cách cầm, mình cầm hai cái đầu nhọn mình bóp vô sẽ đâm chảy máu. Đức Phật này nói tâm mà đặt lệch sai hướng thì sẽ không có lợi ích gì. Khi mà tâm mà đặt đúng hướng thì sẽ có lực sự lợi ích cho đời sống tu hành. Còn nếu mà tâm mà đặt lệch hướng thì giống như cái người mà cầm cái hạt lúa mà hai cái đầu nhọn đó, cái gì bóp vô coi, nó đau lắm. Đớp bóp mạnh vô thì nó sẽ rướn máu luôn, nó sẽ lủng cái da tay của mình luôn. Thì Phật ví dụ vậy, Phật ví dụ ở trong kinh Tăng Chi, Phật ví dụ vậy. Như vậy thì ở đây đó, khi mà người sống đúng pháp á, thì đúng pháp á, thì chư thiên á sẽ quý trọng vị đó, chư thiên sẽ được quý trọng, quý trọng. Bởi cho nên là mình làm cái gì, mình làm phước gì, làm cái gì cũng hay hồi hướng chư thiên. Rồi xung quanh mình đó là mình không phải là nhờ vào những vị đó, nhưng mà khi mà mình có, chúng tôi nghĩ rằng ông bà chúng ta nói cái câu là đức trọng quỷ thần kinh, quỷ thần kinh, cái câu ông bà chúng ta thường nói, cái người có phước có đức thì quỷ thần sẽ kinh sợ và quý mến. Ở đây đó là nếu một vị thiên á, các cái vị chư thiên họ sẽ thương tưởng những cái vị mà có giới đức, có cái đời sống tu hành tốt. Nhưng mà rồi đó, vị đó dù là được chư thiên thương tưởng hay là được nhiều cái danh vọng, đều nhiều cái lợi đắc, lợi đắc tức là được cái sự cúng dường của người khác rất nhiều đó, thì cái điều đó nó cũng chẳng qua là cái phước thôi. Nếu chúng ta sống chánh mạng, thì nếu mà chúng ta sống chánh mạng, được mọi người hộ độ cho mình đầy đủ dư giả đó, thì phải nói là mình có cái phước. Nhưng mà đừng cho rằng cái đó là cứu cánh, mà đời sống tu hành của mình là càng phải nỗ lực hơn nữa, còn càng phải nỗ lực hơn nữa. Nhưng mà nếu như một người mà dựa vào cái gọi là ở đây gọi là y tựa vào danh vọng, thì cái người đó dựa vào cái danh vọng đó thì cái người đó sẽ không được chư thiên thương tưởng, không được chư thiên thương tưởng. Như vậy thì mình sống đúng pháp, sống đúng hành trì theo pháp của Phật, từ giới định tuệ của một vị tỳ kheo, thì chư thiên sẽ thương tưởng người đó. Còn nếu như một người mà có danh vọng địa vị, có danh vọng địa vị, mà mình ý vào danh vọng địa vị đó, mình cho danh vọng địa vị đó là rốt ráo, hay là cho danh vọng địa vị đó, sống vì danh vọng địa vị đó, thì cái người đó càng bị khổ. Tại vì sao? Chư thiên sẽ không được, người đó sẽ không được thiên tương tưởng, không được chư thiên tương tưởng lại. Cho nên là chư thiên mà không thương tưởng cũng khó, cũng khó. Ở đây đó, trở lại với một cái câu mà chúng tôi nói ở đây đó, là khi mà mình tu hành á, thì dù là mình có được thiên sắc, thiên hương, thiên danh xưng, thiên tọa mạng, tức là mình sanh lên cõi trời, còn mình ở cõi người này nè, mà mình được là sắc khả ái, khả lạc khả ý, thinh khả ái, khả lạc khả ý, khí khả hương, khả ái, khả lạc khả ý, vị khả ái, khả lạc khả ý, xúc chạm khả lạc khả ái, khả lạc khả ý đấy, thì cái điều đó nó không phải là cái rốt ráo.
mà nghĩ đó là những cái phương tiện, hay là mình nghĩ xác thấy rằng ít ra thì cuộc đời mình cũng còn có một cái phước, cũng còn có phước, có phước cho nên chúng ta được như vậy. Và chúng ta cũng đừng cho rằng cái đó là rốt ráo nha, đừng cho rằng cái rốt ráo. Như vậy thì ai mà ý tựa vào danh vọng thì sẽ chết vì danh vọng. Chúng ta thấy rằng là cái danh vọng mà không khéo thì nó giống như là cái con dao hai lưỡi thôi. Và như vậy đó thì càng ngày đó, nó càng làm khổ lụy cho chính mình. Mình vì cái danh vọng mà mình cứ đeo đuổi theo cái danh vọng của mình thì mình càng ngày càng chết. Nghĩ đến cái lợi lộc thì mình cũng bị khổ, cũng không nên. Mà xem như cái đó là những cái phước hữu lậu thôi. Và cái việc chính của một cái vị tỳ kheo đó là chúng ta cần tu tập để có được cái phước vô lậu. Cái phước vô lậu tức là những cái công đức tu tập mình, giới định tuệ cho chính mình, thì cái điều đó mới là quan trọng. Cái công đức tu tập để mà mình đạt được cái sự giải thoát, cái người mà thành tựu trong mỗi chặng đường của mình thì mình xem như là ở chặng đường thứ nhất, chặng đường thứ hai mình thành tựu, thứ ba thành tựu, thì mình xem như là những chặng đường thôi. Cái rốt ráo của mình, cái cứu cánh của mình không phải là những chặng đường đó, mà phải đi đến cái đích điểm cuối cùng của mình, đó là sự giải thoát. Điều đó là điều chính đáng, chính đáng mà Phật dạy rồi. Ví dụ như chư tỳ kheo có gặp nhau, bàn nhau hay này kia đó, thì Đức Phật ngài ngài nói một điều đó là vị tỷ kheo khất thực tự sống không nhờ người, chư thiên thương vị ấy. Nhưng nếu tỷ kheo ấy tựa vào y tựa vào danh vọng, chư thiên không có thương, chư thiên không có thương, thì đó là cái điều mà chúng ta thấy là cái mục đích chính của ở trong đời sống tu hành này. Đức Phật ngài cũng có dạy ở trong một cái câu pháp cú số 53, và dạy như từ những đó đóng qua, nhiều tràng qua được làm, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Chúng ta mượn cái thân này, mượn cái thân sinh tử này để chúng ta tu tập, để chúng ta tu tập. Mỗi một kiếp người, kiếp nhân, mỗi một kiếp chúng ta là tạo nhặt cho mình, tạo nhặt cho mình những cánh hoa để kết trở thành tràng hoa. Mà cái tràng hoa đó là tràng hoa của sự giải thoát. Chúng ta mượn được một cái tấm, cái thân này cũng là mượn cái phước để chúng ta tu tập. Và mỗi một kiếp chúng ta góp nhặt lại những cánh hoa để trở thành những cái đống hoa, kết thành những cái tràng hoa. Đó là điều mà chúng ta cần làm thôi, cần làm thôi. Còn những cái gì đó, đó cũng chỉ là phương tiện. Chúng ta phân biệt được cái nào nó thuộc về phước hữu lậu, cái chi nó thuộc về phước vô lậu. Cái phước hữu lậu là chúng ta sanh lợi nhân thiên. Chúng ta nếu sanh lại làm người, chúng ta được thiên sắc, sinh lại làm người, thì chúng ta thấy là sắc khả ái, khả lạc khả hỷ, thinh khả ái, khả lạc khả hỷ, xúc khả ái, khả lạc khả hỷ, vân vân. Nhưng chúng ta sanh lại cõi trời thì chúng ta được thiên sắc, thiên hương, thiên danh xưng, thiên tọa mạng. Nhưng mà những cái đó nó cũng chỉ là phương tiện. Và cái cứu cánh của mình đó là công đức tu tập, tức là giới định tuệ để đạt được cái sự an lạc giải thoát trong tương lai. Đó là lý tưởng cuối cùng trong đời sống tu hành của mình. Chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu lời, xin dừng ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Gia. Chúng tôi xin được xuống mic. Dạ, sa thú đành thay. Chúng con kính tri ân thượng tọa Phật Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính thượng tọa Phật Tân. Và
con kính thỉnh Thượng Tọa minh hành chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng bích đến Thượng Tọa minh hành. Bà quên sao bà Bhagavad Sapa Mangalang Rakhanto Sapa De Vata Sapa Buddha Nukha Venasada Sati Kavantu Te Bhagavad Sapa Mangalang Rakhanto Sapa De Vata Sapa Dhamma Nukha Venasada Sati Kavantu Te Bhagavad Sapa Mangalang Rakhanto Sapa De Vata Sapa Sangha Nukha Venasada Sati Kavantu Te. Tất cả anh phụng hằng công đức người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay của chư tăng có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa minh hạnh, Thượng Tọa pháp tăng đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nơi cây bồ đề, chúng con hội họp về sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náo phước hằng hà xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiền nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phận an khương, chúng sanh bốn loại thông thường nõn thai thấp quá khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đo đài, cầu cho hưng thành lâu dài pháp thiền tri thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thải chúng con tấn hóa trong pháp Phật rồi giáo truyền. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã huân tập vào rung nghe pháp.